xin chào tất cả anh em. Thì tiếp theo thì trong video này bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho anh em học bài ở hai đầu nỗi nhớ đấy. Thì trong cái liên khúc cha cha của mình ở, thì có cái bài hai đầu nỗi nhớ, thì bây giờ mình chỉ cho anh em đánh intro nhé. Bài này thuộc bài là dân ca ballad đấy, mọi người lấy điệu ballad cho mình, dân ca lấy điệu ballad nhá. Mình đang xài bộ sampler của anh Minh Long An đấy. Thì anh em nào mà đang xài Minh Long An thì chắc chắn là chắc sẽ có ballad này. Thì mà tempo là hiện tại là đang là mình lấy 100 đến 102 nhá, tempo của nó nhá. Bây giờ mình lên mẫu qua một lần cho anh em nghe. Demo một chút thế thôi ha, cho anh em xem. Thì bây giờ mình sẽ đánh intro cho mọi người tập nốt nha. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đánh nốt tay phải nhé. Mong người đã tiếng guitar cho mình. Đó. La la. La son mi, la do mi re.
theo. Đó, à, câu thứ hai là Si la son mi do la do mi re, re mi re do son do la. Là xong, tiếp. Fa thăng. Bây giờ mình sẽ đánh mẫu làm lần nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ nhịp vô nhé. Rồi, nếu mà anh em nào chưa có bộ sampler hoặc là chưa có style này thì cứ comment ở phía dưới video mình sẽ cho nhá, mình tặng nhá, mình không không lấy phí đâu nhá. Đấy, chỉ cần anh em đăng ký kênh của mình, ủng hộ mình hoặc là sát cho mình đó, chia sẻ hoặc là sát ha, like hoặc là chia sẻ hoặc là đăng ký kênh là được rồi, ủng hộ mình là được rồi. Chia sẻ cho bạn bè học nhiều là được rồi, như thế thôi, mình chỉ cần như thế thôi. Chứ không còn sampler của bộ này thì bắt đầu anh em mà chưa có từ 750 trở lên nhá, mình cân nhắc mọi người là 750 trở lên. Còn nếu mà 700 anh em nào mà xài 910 hoặc 710 đổ lại thì có gì comment phía dưới mình sẽ tư vấn lấy điệu gì cho nó phù hợp nhá. Ok, bắt đầu ta sẽ đánh lại lần nữa. Vừa rồi mình hướng dẫn cho anh em đánh bài giật à quên ở hai đầu nỗi nhớ xong rồi đấy nhá. Thì rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả mọi người, và mọi người đừng quên là hãy đăng ký kênh khi bắt đầu xem video xong nhá. Rồi hãy cho mình một like và một chia sẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người, và mình sẽ làm những video chất lượng hơn cho anh em học. Ok, và những gì mọi người thắc mắc cần hỏi cứ comment ở phía dưới video mình sẽ trả lời ha. Anh em còn thắc mắc gì hoặc những gì mình chưa biết cứ comment ở phía dưới video mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Bye bye.